Anh nhìn đi, phía sau tấm hình có ghi tên của anh kìa. Trên đời này có một mình tôi tên Nguyễn. Bởi vì tôi quen biết anh nên tôi nghĩ đó là anh. Ngồi lại, ngồi lại. Anh Nguyễn, anh tính chơi cái trò gì đó? Nguyễn, bộ bữa nay anh tính chơi cả hai hả? Anh Thương, cô hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm. Vậy cô tới đây để làm gì? Tôi vừa phát hiện ra được một sự thật. Sự thật gì? Sự thật là cô và Nguyễn, hai người là... Là cái gì? Là anh em. Con đã đi rồi. Không, tôi không đi. Anh Thư, cô và Nguyễn, hai người là anh em cùng mẹ khác cha đó. Cô phải tin tôi chứ. Hai người là anh em cùng mẹ khác cha đó. Cô phải tin tôi chứ. Tại sao nó nói như vậy chứ? Hả? À, Thu Phương, em có sao không? Em không sao. Em làm anh lo quá. Em đang muốn tìm hiểu gì mẹ con anh Thư? Thu Phương à, điều chúng ta cần á là bằng chứng chống lại Nguyễn, chứ không phải là đào sâu vào hoàn cảnh gia đình của họ. Em biết rồi. Thôi được rồi, em về nghỉ ngơi đi.
Anh bận tâm lời cô ta nói hả? Cô ta nói hai chúng mình là anh em ruột, cùng mẹ khác cha. Con điên, làm gì có chuyện đó. Anh tưởng tượng thử đi, nếu như hai chúng mình là anh em, làm gì có chuyện đó xảy ra. Không, con điên, mẹ em làm sao có thể làm mẹ của anh được chứ. Điên, điên rồi. Đừng bỏ con lên một mình. Anh Hồng, sao anh bỏ tôi mà đi như vậy chứ? Là do anh nông nổi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Cho anh xin lỗi. Anh Hồng ơi, mong anh hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm vậy chỉ là để gia đình mình sống bớt khổ hơn thôi. Tự nhiên anh bỏ đi, anh bỏ tôi, anh bỏ con, giờ hai mẹ con tôi phải sống sao đây? Tôi cứ tưởng là em đã có người nâng đỡ. Không, không phải vậy, không phải vậy đâu. Đó là sai lầm của tôi. Anh hãy tha lỗi cho tôi, anh hãy tha lỗi cho tôi nha. Anh Hồng ơi, anh Hồng. Anh Thông ơi, anh Thông ơi, anh Thông ơi. Tôi tìm được tối qua là thư tuyệt mệnh của ảnh. Anh chết rồi. Tôi khổ lắm anh ơi. Cho tôi về quê thăm con tôi đi. Tôi còn không?
tôi được về quê thăm con tôi chưa anh ạ? À? Chứ tôi về quê thăm con tôi đi mà. Nó mất cha của nó rồi. Cô giữ lại lá thư đi. Cảm ơn anh. Anh Nam, đó là một trong những gia đình phải gánh chịu hậu quả từ ma túy. Em buồn hả? Là do em quá vội vàng. Em đang nói tới chuyện em đã tìm ra má của Nguyễn, cũng là má của anh Thư à? Ừ. Trên phương diện của người thì em đã giúp họ đoàn tụ sau bao nhiêu năm thất lạc. Em không biết. Vì nếu như không có em, họ vẫn có thể có ngày trùng phùng. Em xuất hiện như vậy thật không nên một chút nào. Em vẫn vào cuộc sống gia đình họ cũng chẳng giải quyết được cái gì. Tới đây làm gì? Ông gặp lại mẹ tôi chưa? Bà ta còn sống. Ông có biết không? Bà ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là đứa mất mẹ chứ. Nếu bà còn sống thì đừng có gặp lại bà, đừng quan tâm gì hết. Đi đi. Con Thư không có ở nhà. Tôi đến gặp bà. Có khi nào bà muốn gặp lại đứa con trai đã bị bà bỏ rơi hay không? Bà bỏ rơi con ruột của mình như vậy, bà ác lắm. Nguyễn, có phải là con không? Là con phải không Nguyễn? À.
Nguyễn, Nguyễn à. Nguyễn. Anh Thư, con với thằng Nguyễn, trời ơi, tụi bay là hai anh em đó. Trời ơi, quả báo tôi rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Bà tỉnh rồi hả? Ông là... Bà không nhận ra tôi. Ông... Gớm ghiếc lắm phải không? Ông à, tôi tưởng bà bỏ đi là để có cuộc sống sung sướng hơn lúc bà sống cùng với cha con tôi. Tôi không ngờ bà lại như vậy. Đáng đời bà. Đáng đời bà lắm. Thank you.
găng tay này không phải dùng để dọn rác chứ chưa Mai? Mai chưa từng thấy lão ấy dùng loại găng tay này. Nạn nhân chưa có tiền sử xài ma túy và không thể nào biết được bao nhiêu liều lượng để giết một người. Chỉ có người rành về ma túy mới có thể biết được điều đó. Tại sao lại như vậy? Anh thôi đi Nguyễn. Tại ba của anh, tại mẹ của tôi. Đúng rồi, là tại ông bà. Chính là do ông bà. Anh nói với tôi là ba anh chết rồi mà Nguyễn. Chuyện ông sống chết thì có liên quan gì tới chuyện huyết thống hả? Vậy tụi mình là anh em, tụi mình có chung huyết thống hả? Thư à, Thư à, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Ừ. Hoài, Hoài phải không con? Dạ. Con đi đâu mà mấy bữa nay dì kiếm con Hoài không thấy? Dạ, con về quê thăm con của con. À vậy hả? Mà sao, nó ở dưới quê có khỏe không con? Dạ. Mà con đang tính đi đâu hả? Thôi, qua nhà dì đã, đi. Dạ, con trả nhà cho người ta rồi cô ơi. Con xin được một chỗ ở tập thể trong chỗ làm luôn rồi. Chắc là mai mốt họ ít về đây lắm. Con cảm ơn cô trong thời gian qua đã không chê bai vợ chồng con mà còn giúp đỡ nữa. Có gì đâu con. Thôi, nín đi con. Phận thằng Thông nó như vậy rồi. Thôi, con ráng lên nha. Dạ. Con có đi đâu á thì lâu lâu ghé qua dì. Vì lúc nào cũng chờ con hết á. Nghe con. Dạ con cảm ơn cô. Chào thầy, thầy mới tới. Hiện tại thì tình hình của ba em trước mắt thì chúng ta phải tìm người ghép tủy gấp cho ba của em. Nhưng xạ trị và hóa trị cũng là một cách tốt để chữa trị. Em cứ yên tâm. Ba em nuôi em từ lúc em còn nhỏ xíu tới giờ. Công ơn của ba em ghi nhớ suốt đời. Lỡ như mà em không trị được cho ba thì em sẽ đau khổ lắm.
Nhưng không phải vì vậy mà lại đi làm vũ trường với em. Không phải tôi chê trách gì nữa đó, nhưng em là học trò của tôi. Tôi muốn em đi theo con đường mà em đã chọn. Ủa? Cô bị đuôi à? Cô muốn tôi chào cô nữa hả? Mày có biết ở đây là ở đâu không? Mày gặp đàn chị mà không biết chào. Mày không làm vừa lòng tao đi, tao cho mày xách dép đó. Cô đanh đá quá. Đối với mấy đứa giống như mày thì phải vậy đó. Sao ngồi thẫn thờ vậy chú? Buồn thấy mẹ. Buồn chuyện gì? Địch biết. Bà Nguyễn, ông nói bà bỏ ba con tôi đi là do ba con tôi nghèo, đúng vậy không? Không phải như vậy đâu. Vậy thì tại sao bà bỏ đi? Mẹ, đừng có xưng là mẹ. Nghe không lọt lỗ tai chút nào hết. Tại sao bà bỏ đi? Tại tôi... Khó nói quá hả? Tôi xin lỗi. Mấy người đàn bà bỏ con gì vậy? Tôi thích giết lắm. Bà có chừng tôi. Câu nói của Nguyễn có ý nghĩa gì? Em không biết, nhưng một câu nói thì không cho chúng ta bất kỳ bằng chứng gì.
Nhưng biết đâu từ câu nói đó mình có thể mở ra hướng điều tra mới thì sao? Được rồi, tôi cảm ơn. Có đối tượng tình nghi giống ma túy trong đồ lót được đưa về. Ừ. Là anh Thư. Em tránh mặt đi. Chào mấy anh đẹp trai. Cô làm việc cho ai? Anh hỏi em cái gì? Tôi hỏi cô làm việc cho ai? Đâu có. Ý anh là cái này á hả? Cái này em mua em xài mà. Cô mua thứ này ở đâu? Không biết. Thì ngoài đường đó. Mấy thứ này ở ngoài bán thiếu gì? Ở đâu mà không có? Chưa cô nghiện bao lâu rồi? Hai tuần. Có vẻ như cô ấy biết mình không sao với số lượng ma túy mà cô ấy tàn trữ. Em thì ngạc nhiên khi cô ấy bị bắt. Anh Minh, Phương, chị đang nghe chi tiết về Nguyễn. Nguyễn nói hay muốn giết những kẻ bỏ rơi con. Đó có phải là lời hăm dọa dành cho bà Bích? Hay là Nguyễn liên quan tới cái chết của đôi vợ chồng ở đường sắt? Alo. Được rồi, tôi cảm ơn. Có nhân chứng đã nhìn thấy kẻ đưa xác người ra đường rầy. Em bị điên hả? Sao để bị bắt? Anh làm cái gì vậy? Sao anh đánh tôi? Em bớt khùng lại, đừng có làm những trò nhảm nữa. Ai trong nhà anh vậy? Tạm thời em nằm yên ở nhà một thời gian đi. Anh thích xài cái con này lắm hả? Còn điếm. Em xong rồi hả? Dù nếu mà trót lọt, má sẽ thưởng động cho em. Mà hàng gì vậy anh? Không biết sẽ tốt hơn cho em đó. Anh tin em.
Bà tới đây làm gì? Tôi muốn gặp thằng Nguyễn. Ai cho bà biết là tôi ở đây? Thằng Nguyễn nó nói. Bà Kiếm nói chi? Tôi suốt 20 năm nay tôi luôn nhớ con. Tôi nhớ thằng Nguyễn lắm. Bà dài quá. Đã dám bỏ đi rồi còn giáp mặt về đây làm gì nữa? Khóc lóc thì giải quyết được khi ổn gì đâu. Ông à. Thôi bà về đi, đừng nói nhiều nữa. Bà đi về giùm tôi đi. Cho tôi gặp thằng Nguyễn đi mà. Bà đi về đi. Nó tự khắc gặp bà nếu nó muốn. Còn bây giờ đi về. Đi. Bà ác lắm. Bà bỏ cha con tôi đi. Bà dám bỏ cha con tôi đi. Bà ác lắm mà. Con thấy người đó như thế nào? Ra làm sao? Thì con kể lại cho cô chú nghe. Con quên rồi. Mày thấy như sao thì mày nói luôn đi. Nó kể với tôi là thấy một người lôi xác chết. Mà người đó nói với nó là phải im miệng lại. Mà nó kể đó là người đàn ông khoảng bằng tuổi ba của nó đó. Mặc cái bộ đồ màu cam đó chú. Cảm ơn chị. Nhưng mà chị phải để cho thằng bé con chị nói chuyện với chúng tôi mới hy vọng vào độ chính xác. Con, nhưng con quên rồi. Không sao đâu, từ từ con nhớ cũng được, cô không gấp. Con thấy ông đó kiếm một người đàn ông rồi một người đàn bà. Vậy thì con có nhớ ông đó có gương mặt tròn hay dài không? Con cũng không để ý nữa. Vậy con có để ý là người đó có điểm gì đó khác biệt mà con nhớ liền không? Con cũng không nhớ. Con nè, con nhớ thử coi trên gương mặt người đàn ông đó có vết thẹo hay là vết bớt được không? Hay là da của người đàn ông đó trắng hay là đen vậy con? Dạ. À, ông đó có nói gì với con không? Con không nhớ, ông kêu con im miệng lại. Nè. Dạ. Con nhớ có gì đặc biệt trên mũi hay cằm? Có thẹo. Ở đây hay là ở đây? Tình hình sao rồi anh? Nam. Lão ta chính là người đẩy xác hai vợ chồng ra đường ray. Đứa bé nhân chứng lúc đầu vì quá sợ hãi cho nên không nhớ gì hết. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã thu hoạch được. Lấy lệnh bắt giam lão đi. Dạ.
Bà có chị Quy không tìm thấy? Em không thấy. Bà bốc hơi rồi sếp. Không thấy đâu hết. Lão cũng thể bốc hơi như vậy được. Ông Lộc tôi hết hồn. Căn phòng sửa đẹp đó. Uống đi ông già. Anh Nguyễn ơi, con nào vậy? Ông đừng hỏi gì con nhỏ này. Anh Nguyễn ơi, con nào vậy? Ông đừng hỏi gì con nhỏ này. Nó là của tôi. Ông đừng có đụng vào nó. Chú ơi, chú. Chú ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi. Hỏi gì? Dạ, chú, chú có thấy đứa bé nào khoảng 4 tháng tuổi không chú? Hai đứa bây là gì của nó? Tôi là cha, nhỏ này là mẹ. Khốn nạn. Tôi biết là một lũ khốn nạn. Ai lại nỡ bỏ đi đứng ruột của mình hết? Chú ơi chú, vợ chồng con biết lỗi rồi chú ơi. Con biết mình làm như vậy là sai rồi. Mà chú có thấy con của con ở đâu không chú? Nó chết rồi. Em, nó chết rồi sao? Chứ bộ tụi bây không muốn nó chết hay sao? Chú ơi, nhưng mà chú có thấy mặt con của con không chú? Có. Ta trộm nó rồi. Đồ thú vật. Ông được làm bậy nha. Ơi, có gì từ từ nói. Nè nè. Hai.
Ông ơi, ông ơi, ông tha cho con đi ông. Ông ơi, ông ơi, ông tha cho con đi ông. Đi niệm nghe thằng nắp. Nhớ cơ. Cha mẹ nó bỏ rơi con là cha mẹ tàn nhẫn, họ thật tàn nhẫn. Chị Mai gọi. Mở đi. Nghe đây chị Mai. Họ đều không thấy lão ấy từ ngày hôm qua tới giờ. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ về sự vắng mặt của lão. Vậy thì Mai cứ tiếp tục ở đó theo dõi. Đồng ý. Mẹ, sao lúc này mẹ ít nói quá vậy? Mẹ hết lời rồi. Con với thằng Nguyễn, mình không biết thì đâu có tội đâu mẹ. Nghĩ tới chuyện con với thằng Nguyễn là mẹ không thể nào chịu nổi. Bộ người ta xếp cái chuyện đó thành tội loạn luân hả mẹ? Mày có biết suy nghĩ hay không vậy? Chuyện đã xảy ra như vậy rồi mà còn tính bơ được hả? Chứ mẹ muốn con làm sao đây? Mẹ muốn con ở nhà ủ rũ khóc lóc giống như mẹ vậy đó hả? Sao vậy? Bữa giờ ông thấy đi làm. Ngại với Nguyễn. Ai cũng sợ ông đó hết vậy. Bức hình mà Phương tìm được ở nhà của Thư. Nhờ tấm hình đó, mẹ con mới nhận ra nhau. Thư cảm ơn Phương mới đúng chứ. Vậy còn mối quan hệ của Thư với Nguyễn thì sao? Thì tại duyên nó vậy. Nó khốn nạn lắm. Tại Phương không biết đó chứ. Hồi mà tôi mới 1 tuổi,
bị ông già bóp cổ mém chết. Từ nhỏ tới giờ tôi có gặp chuyện nào may hơn đâu. Tôi sống được vậy là may mắn lắm rồi đó. Bởi vậy thằng đàn ông nào cũng khốn nạn, cũng lạnh lùng hết. Bởi vậy Thư mới hận đàn ông và nghĩ rằng bản thân của mình thích phụ nữ, phải không? Đó là một suy nghĩ sai lầm. Thư nên suy nghĩ lại đi. Dạo này Phương kẹt quá. Thư có cách gì giúp Phương được không? Phương làm gì cũng được hết. Ông Nguyễn ông đâu có tin Phương. Sao làm được? Thì Thư chia sẻ việc của Thư cho Phương, đừng có để cho ông Nguyễn biết, được không? Ổng mà hay cho ông chặt đầu tôi xuống luôn đó. Thư giúp Phương đi. Phương thực sự đang rất cần tiền. Hay là tới quán bar đi. Thư sẽ chia cho ít khách rồi đi trước. Việc đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cái Phương cần là rất nhiều tiền kìa. Nhiều tiền? Nhiều là bao nhiêu? Là đổi đời. Được thôi. Phương dẫn thân vô đường dây này nguy hiểm quá. Lo cho một người ở bãi rác đã mệt rồi, bây giờ lo thêm cho một người nữa. Hai bên mà đánh ghen mệt lắm à. Bậy bà. Cậu đầu qua quá nha. Hơi đâu mà sếp nghe ổng. Nhìn một rùi là biết rồi sếp. Thôi thôi, lo làm việc đi. Dạ. Ông già dậy đi. Ông già. Ông định biến nhà của tôi thành bãi rác đó hả? Cả ngày ông làm gì mà ăn chi phè phẫn, ung dung sung sướng vậy? Quên đời. Cuộc đời này ông quên từ rất lâu rồi. Chỉ có người đẻ ra tôi là ông luôn nhớ mà thôi.
Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Chú! Mở người ta trả nhà! Chú ơi! Chú! 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 Chú ơi! Trả nhà! Chú! Em sao rồi? Dạ em không sao sếp. Cũng may là cổ không bị phỏng. Vậy theo em thì ai đã phóng quả đốt nhà? Dạ em nghĩ một là chính lão ấy, còn không là người thù ghét lão. Càng ngày lão phù thủy cho chúng ta thấy tại sao lão có biệt danh phù thủy. Thì dù lão có pháp thuật cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi pháp luật đâu anh. Thôi em nghỉ ngơi đi. Dạ. Hai người ở lại coi chừng mai nha. Dạ. Ở đây lo cho cô ấy. Cô bỏ khách sạn, tôi tiếc đức rồi. Tối nay anh sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn nha, được không? Có thì tôi gọi. Ai kêu anh cho nó đi làm đẹp? Rồi nó quỵt tiền đầu tư của anh. Vậy mà giờ còn ngọt ngào với nó nữa. Thằng gái đó, anh lấy lời lại. Cái một, em nóng rượu như điên vậy. Uống cho quên đời.
Ai uống rượu cũng nói là uống cho quên rồi. Mắc cười. Chào người đẹp. Cũng có cố gắng quá ha. Nhưng mà già quá rồi. Ngực mông thì chảy xệ, eo ít thì cũng không có. Vậy mà cứ tưởng là mình đẹp. Cô im đi. Cô sao vậy? Tôi nói phong long mà. Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Cô thề là cô không nói tôi đi. Mắc mớ gì tôi phải thề. Vì cô không được phép xúc phạm tôi. Ok, tôi sợ quá. Tôi đâu dám nói gì cô. Nếu mà tôi nói gì cô á, thì tôi chết đi. Hả? Vừa bụng chưa? Nguyễn, kêu con nhỏ đó gặp tao. Em càng lúc càng đẹp hơn đó. Cho em ly rượu đi. Tới giờ phải đi rồi. Cho em ly rượu đi.
Anh muốn vợ chồng mình sống với nhau suốt đời suốt kiếp vậy hoài luôn. Anh hứa mình sẽ làm giàu, mình sẽ không phải khổ như vậy nữa. Em đừng có khóc nữa. Em chịu cực khổ bao nhiêu cũng được. Chỉ lo cho con mình sau này thôi anh. Em xin lỗi anh. Em không chịu nổi cảnh sống này nữa. Đợi ba nghe. Nè đừng khóc nữa nè con. Nín đi. Đừng khóc nữa nha con. Nín đi con. Nín đi con. Nín. Nín nín. Nín đi con. Hoài là một người như thế nào? Khi Thông bị bắt đi cai nghiện thì Hoài ở dậy một mình nuôi con. Cho tới lúc Thông trở về, cứ tưởng là được nhẹ gánh. Ai dè đâu Thông lại tái nghiện. Cô đã gửi con về quê rồi đi làm ở vũ trường. Từ đó mới quen biết được Nguyễn. Nguyễn là một người có ngoại hình rất là đẹp trai, cho nên chắc chắn sẽ có nhiều cô gái mê. Và Hoài sẽ không là người mà Nguyễn chọn. Tại vì Nguyễn lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người tử tế, cho nên mấy cô gái rất thích hắn. Với lại hắn luôn cho thấy hắn là một người đàng hoàng. Nhưng mà thật sự Nguyễn có phải là người đàng hoàng không? Một kẻ giao đất cái chết trắng, phá nát biết bao nhiêu gia đình, làm sao là một người đàng hoàng được? Phù thủy. Lão đúng là phù thủy.
Cha ráng lên nha. Bác sĩ nói đợt xạ trị lần này á, kiểu gì cũng làm cho người cha nóng lên. Cha cố gắng lên nha. Cha đừng có buồn nữa. Mình trị liệu một thời gian thì cha sẽ khỏi thôi à. Nhưng tiền ở đâu mà con trị bệnh cho cha thế này tốn kém lắm. Thôi, cha đừng có lo lắng về mấy cái chuyện tiền bạc nữa. Dù sao thì mình cũng có bảo hiểm mà. Cha cứ yên tâm điều trị bệnh đi. Bệnh này thì cha phải lạc quan lên thì mới mau hết bệnh được. Chào cô. Bây giờ chúng tôi đưa ba cô lên phòng xạ trị. Cô đi đóng tiền rồi lên sau nha. Dạ, dạ bác sĩ. Chào thầy. Có còn học tôi nữa đâu mà kêu tôi bằng thầy. Sao mắt em thâm quầng quá vậy? Bộ thiếu ngủ dữ lắm hả? Lúc nãy định vô thăm ba của em mà thấy ba em đang nghỉ. Cha em mới vừa xạ trị xong. Cố gắng lên, đừng mất ước quá. Nhưng mà thầy ơi, trên đời này em chỉ còn có một mình cha em thôi à. Lỡ như mà cha em có bề gì thì em cũng không biết sống sao nữa. Thôi anh xin lỗi. Thank you.
Alo. Anh Minh, em cần hỗ trợ ở biên giới Tịnh Biên. Anh sẽ lập tức liên hệ với công an Tịnh Biên. Em phải hết sức cẩn thận. Em biết rồi. Nhanh tay lên. Hàng tốt rồi á. Chuyển lên xe, nhanh lên. Dạ. Thay vô xe đi, nhanh lên. Ê, mày, dạ. Đó cái kìa, giết nó cho tao. Dạ, dạ. Nhanh lên, nhanh lên, đứng lại, đứng lại. Chờ kìa, đứng lại chưa? Đứng lại. Nó kìa. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Bắn nó cho tao. Đứng lại chưa? Quỷ cái, đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Xin chào đồng chí. Mời vào. Dạ. Xong rồi chị. Cảm ơn em. Dạ không có gì ạ. Em thấy vết thương của chị cũng nhẹ thôi. Dạ không có sao đâu chị. Em theo dõi hoài mà không báo với đội, dù nguy hiểm cho mình mà giờ không làm được gì hết. Em không nghĩ Hoài lại đi xa đến như vậy. Nè, mà Hoài giấu ma túy ở đâu?
ở trong ba lô. Nói thật, em cũng thừa nhận sự chủ quan của bản thân. Cũng may cho em là không bị trúng đạn đó. Ừ. Nhìn làng quê yên ả thanh bình quá. Vậy mà bây giờ ma túy lại len lỏi xuống tận đây. Gần biên giới mà em, chuyện gì không phức tạp. Ở đây chỉ có vài trung tâm lớn thôi, còn lại các vùng vẫn còn kẻ đói lắm. Hoài từ chỗ là nạn nhân, bây giờ đã thành con buôn rồi. Chồng của cổ gặp tai ương cũng do ma túy, vậy mà cổ vẫn chưa tỉnh ra, còn tiếp tay cho nó nữa. Nếu lần sau cô còn tiếp tục, chúng ta sẽ tóm gọn. Anh vẫn đang nhức đầu vì lão phù thủy. Anh không tin vào ma thuật, nhưng rõ ràng lão có chiêu gì đó khiến chúng ta phân tâm. Nó giống như là có thuật phân thân vậy đó. Hình như lão thay hình đổi dạng. Em giỏi lắm. Anh thật hay quá hả? Tính thác loạn ở đây hả? Sao không rủ tôi? Em về đây. Còn Điếm, dạ có anh Nam ở nhà không gì? Nó còn trong cơ quan á, công việc của nó mà, ít khi ở nhà lắm con. Dạ vậy hôm nay dì có thể cho con ngủ nhờ ở đây được không dì? Được chứ, được chứ con, khách sáo cái gì chứ. Dạ con cảm ơn dì. À, mà con có tắm rửa gì không, còn có đói bụng không, để dì vô trong dì hâm lại nồi thịt kho. Dạ thôi dì, con chỉ muốn ngủ thôi à. Ngủ sớm đi cho nó khỏe con à. Vậy để dì vô trong, dì chuẩn bị chỗ ngủ cho con nha. Dạ con cảm ơn dì. Chờ dì chút nha. Anh Thông, em biết vì sao tôi chết không? Anh tự sát mà. Em biết vì sao tôi tự sát không? Sao anh cứ hiện giả ấm tôi hoài vậy anh Thông? Mỗi ngày tôi đều dõi theo em. Tôi muốn em sống đỡ cực khổ hơn những ngày sống chung với tôi. Với một thằng xì ke đã vô phương cứu chữa. Vậy bây giờ, em cần gì mà phải làm chuyện nhơ nhuốc đó? Chuyện gì mà nhơ nhuốc? Anh đừng coi ở đây mà lên mặt dạy đời tôi. Anh nghĩ xem, lúc còn sống anh có nhơ nhuốc không?
anh Thông. Con về luôn nha dì. Ừ, con về nha. Dạ. Ủa, sao cô ở đây? Tôi... Mẹ, cho con nói chuyện riêng với cô Hoài một chút. Cô có để lại thứ gì trong nhà của tôi không? Ý là sao? Cô có để lại ma túy hay là thứ gì đó trong nhà của tôi hay không? Tôi không có. Nam, sao con lại nói vậy? Mẹ, mẹ phải cẩn thận với cô Hoài. Cô là nghi phạm buôn bán ma túy, nguy hiểm lắm đó. Hoài nó hiền vậy mà. Đề phòng nhân hơn mẹ. Chị ơi, có người đưa cho chị cái này nè. Ai đưa? Ông già đưa. Ông già hả? Ừ. Ông ra làm sao? Ông tóc bạc, nhưng mà trên mặt ông có sẹo đó. Cảm ơn em nha. Dạ. Quá trời nhiều tiền luôn á. Trúng ánh rồi. Ông là ai? Tại sao ông đưa tiền cho tôi, hả? Không nhận ra người quen sao? Là ông? Ừ. Không thể được. Tại sao? Vết sẹo trên mặt ông lúc có lúc lại không, tại sao ông làm được? Tôi có thể làm được điều này trong vòng một nốt nhạc. Bực. Ê. Là ông? Tại sao? Ông đúng là phù thủy mà. Sẽ còn nhiều điều thú vị sắp xảy ra nữa, nhưng không được nói cho má cô biết chuyện này. Sao cũng được. Số tiền này cho tôi hết hả? Thứ ba con đi làm. Phương, ngồi đây ba biểu. Còn phải tới lẹ để còn họp nữa ba. Con bị thương ở vai hả? Đâu có đâu ba. Thôi đi cô nương ơi, tính con mắt tôi đó hả? Tôi biết hết rồi. Sao ba biết vậy? Nè, có chuyện gì á cũng không được giấu ba nghe chứ Phương. Ba chỉ có mỗi mình con thôi đó. Dạ, tại con sợ ba lo thôi. Vết thương có nặng không con? Có chút xíu à ba. Ba biết không, con chạy tụi nó đuổi theo bắn sượt qua vai. Trời đất, chuyện nghiêm trọng vậy hả con? Không có sao đâu ba. Trời,
con trễ giờ rồi nè, thôi con đi nha ba. À, nè 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 Phương. Chị nghĩ lão sẽ xuất hiện ở đây hả? Ừ, chị cũng mong là vậy. Mẹ, ngày mai á con đi qua khu bên kia kìa, con mua nhà cho mẹ ở nha. Xạo quá đi. Mẹ không tin con hả? Con có đủ tiền rồi nha. Anh Nguyễn cho một ít, con để dành được một ít, ổng cho một ít. Ừ, con nói ổng mà ổng nào? Là ông ba trước của con đó. Ông cho tiền con thiệt hả? Ông nói với con á là giấu mẹ đi, mà mắc mớ gì phải giấu mẹ chứ. Mẹ, bên đó là nhà chung cư cao cấp đó nha, con sẽ mua cho mẹ, không cần phải ở cái nhà ọp ẹp nước ngập như vậy nữa đâu. Con không được nhận tiền của ông. Em thấy lão đủ thông minh mà không mò tới đây. Chị không thể để ông biến mất như một bóng ma như vậy được. Em biết trò ngụy trang siêu đẳng của động vật không? Có lẽ trò ẩn mình để trốn tránh kẻ thù. Ừ, và cả đánh lừa con mồi nữa. Ông ấy là ai? Là lão. Chị nói ai? Lão phù thủy. Sao có thể như vậy được? Đi. Mất dấu rồi. Sao hắn lại là lão phù thủy được? Có một sự giống nhau. Có ai thấy giống như em không? Về dáng dấp là rất giống. Nhưng còn về giải phóng, đã gọi là phù thủy rồi thì giả cũng có thể thành thật, mà thật cũng có thể thành giả.
Anh điên hả? Anh không thể chấp nhận được chuyện của anh với em. Cả đời này anh chỉ yêu em. Anh bị điên rồi anh Nguyễn. Anh về đi. Tưởng bản sao? Ai vậy? Cũng không hơn ngày xưa. Bây giờ cuộc sống của bà thê thảm lắm. Có thê thảm bằng túi dòng hay không? Với một cuộc sống như vậy không hả? Ông ở lại đi, tôi có việc phải đi trước. Mẹ. Sao? Mẹ thấy nhà đẹp không? Thì đẹp không? Hài lòng chứ? Bố, bắt đầu từ ngày hôm nay con sẽ kêu bố là bố già. Đồng ý. Kêu gì bị mới đúng chất cô hồn của bố chứ. Mẹ, mẹ qua đây đi. Nhà mẹ đằng kia kìa mẹ. Bố, nhà đẹp quá à. Bố, con có thể lắp thêm một cái bồn tắm được không bố? Để mỗi khi mà con tắm, con sẽ rải đầy hoa hồng ở trong đó, giống như trong phim vậy đó, được không bố? Ok, ngày mai bố sẽ lắp. Yeah. Hồi đó tôi không lo được, bây giờ tôi sẽ lo. Ông vẫn nghĩ cả đời tôi làm vì tiền hả? Nếu không vì tiền mà đi theo thằng Quang để làm gì?
Tôi không bao giờ quên cái ngày bà bỏ ra đi. Bỏ cha con tôi đi, theo thằng đó. Chuyện đã qua quá lâu rồi mà. Tôi nói là tôi sẽ hận. Tôi hận cả đời. Hận cả đời, bà biết không? Còn sống không? Còn. Cũng may là bữa nay nước không xiết lắm. Đàn ông dây u thịt bắp mà đi tự tử, hết nói mẹ. Nổi ơi ơi tỉnh rồi, chú em tên gì vậy? Chú em á tên gì nè? Tên gì? Tôi tên Hoàng. Thấy trong người sao rồi? Tôi không sao đâu mà. Tôi cứu chú em rồi. Khỏe chưa? Anh đi đâu rồi chị? Đi công chuyện. Tôi nợ anh một mạng sống. Tại sao anh lại đi tự tử vậy? Tụi tôi ở đây á, vớt xác thì chín, mà vớt mạng chỉ một. Anh là mạng lớn lắm á. Vô. Dạ. Công nhận chú em mày uống dữ thiệt nha. Dạ cũng tầm tạm. Cái nữa đi. Dạ. Trời ơi, ổng không có biết uống, cho ông uống chi vậy? Ồ, mẹ thương nha. Đó giờ sống cưng kìa, có ai làm bạn bè đâu. Giờ có ông Quang coi như là em kết nghĩa. Phải chén chú chén em chứ vợ. Đúng không em? Dạ. Bữa nay á, chị cứ đẩy ảnh uống với em đi. Ghe chìm tại bến, có gì đâu mà sợ. Đúng không anh? Ghe chìm tại bến con cũng được à. Vô. Mời anh. Mẹ thương nha. Vô. Vô. Ngồi xuống chơi đi con. Nè. Đau quá. Không làm miếng đi. Quậy nghe chưa. Ví dầu cầu Giáng Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi, có đi mẹ dắt con đi trường học,
mẹ đi trường đời. Với dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, có đi mẹ dẫn. Đã nói là không biết nhậu mà nhậu chi không biết nữa. Chị có giận tôi không? Sao tôi phải giận chú? Thì tại tôi nhậu với ảnh. Tôi chán đời, cũng may nhờ ảnh cứu sống. Hay là trời đất xui khiến cho tôi gặp chị. Tôi đi chết. Nín đi con, ngoan ngoan một à. Phần mẹ thương nha. Cũng là do cô đơn. Dí dầu cầu Giang Đông Đinh, dí dầu bộ quan sống một mình không có vợ con gì hết hả? Không có, tôi cũng muốn lắm mà tìm có được ai đâu. Chắc tại anh kén chọn quá chứ gì. Khó đâu mà khó. Tôi cũng tính tìm một cô về làm vợ. Hai vợ chồng mở một tiệm tạp hóa, làm mấy bàn cà phê, vậy đủ sống rồi. Tôi cũng từng mơ ước như vậy đó, nhưng mà tôi thấy vợ chồng tôi chỉ có cái ghe cũ này thôi. Ủa, anh Quang. May quá, gặp chị ở đây. Anh đi đâu vậy? Tôi về lại nhà. Chứ sống nhờ chị như vậy hoài, sao mà được. Anh đi nha. Chị. Anh làm gì vậy? Tôi thương chị. Tôi thương anh chị thiệt mà. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh tôi thương chị mà. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh Quang. Tôi thương chị mà. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Buông tôi. Buông tôi ra. Tôi thương chị mà. Thả tôi ra. Cứu tôi rồi. Kêu ba đi con. Kêu đi. Kêu ba. Ba. Nè nè. Nè cho con nè. Giỏi quá ta. Ủa em về rồi hả? Thằng Quang nó cảm ơn xong rồi đi rồi. Nè nè con, nè nè, mẹ về kìa, mẹ về kìa. Ê, nói gì đó?
Ê! Phải công nhận nha, thằng đó vậy con mà khá lắm nghe em. Tại nó buồn tình nên tự giận thôi. Sao thấy mặt cứ buồn buồn vậy? Thôi coi con rồi bắt nồi cơm lên đi. Anh ra kiếm mấy con cá gì à? Nó có đối xử tốt với bà không? Nó suốt ngày say rượu, đánh đập, hành hạ mẹ con tôi. Cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Đúng là của nợ mà. Anh nhìn là anh đi, suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn. Anh có làm gì được cho tôi không? Mày nói cái gì? Hả? Hả? Mày nói cái gì? Mày dám nói tao vậy hả? Mày hả? Mày á, tối ngày chỉ biết chia chia chét chét chứ không biết làm cái gì á. Còn cái của nợ này nữa, bóp cổ cho chết bây giờ. Vì sao bà không về lại với cha con tôi? Bà để thằng Nguyễn, nó thương nhớ bà. Bà bỏ tôi thì sao không được? Nhưng con nó nhớ, nó thương bà. Ba ơi! Ba ơi, ba! Má con bây giờ đang ở đâu ba? Ba ơi! Ba kêu bả gì với con đi! Ba! Má đi đâu hả ba? Mẹ con đi xa lắm rồi. Đi xa là ở đâu vậy ba? Con thấy ở dưới sông có ghe, bên bờ có xe. Mà sao má không về với con hả ba? Ba kêu má về với con đi. Ba kêu má về với con đi ba. Thôi, quên chuyện đó đi. Nè, nhìn nha, coi kỹ nha. Ngồi xích ra coi. Đây. Dạ. Coi nè, tập trung nha. Nhìn nè. Kéo đi.
Uống gì có chút xíu. Uống gì còn có chút xíu, tôi không có sai. Uống tiếp là nhậu gì mà về sớm, không tiền sao mà nhậu đấy. Mày là thằng ăn cháo đó bác. Nếu biết trước có ngày này, hồi đó tao đã để nó cuốn mày đi. Ông là giật ra tao rồi hả? Chuyện cũ qua lâu rồi, anh để bụng làm gì? Người ta nói đúng, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Ai biểu anh cứu tôi? Tôi có biểu anh cứu tôi đâu, đúng không? Hả? Mày làm nhục vợ tao, cướp vợ tao. Hả? Cái đó là do vợ của anh. À không, do con Bích. Con Bích nó ghiền, nó ghiền tôi, nó bỏ nhà nó theo tôi. Tôi đâu có cướp. Mà cướp cái gì ở đây? Tôi có cướp bóc của ai cái gì đâu, đúng không?